Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn một ứng dụng có tên là Xua, một ứng dụng kiếm tiền online hoàn toàn là miễn phí trên điện thoại di động. Và nào mà chưa biết đến ứng dụng này thì đường link đăng ký tài khoản, đường link tải ứng dụng Xua thì mình sẽ ghi với phần bình luận và phần mô tả video. Sau khi mà các bạn tải ứng dụng Xua về thì các bạn đăng nhập cho mình bằng tài khoản Google thì nó sẽ sang một cái giao diện như trên màn hình mà các bạn đang thấy đây. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn đi xem cái mục lịch sử rút tiền của mình. Mình đã rút thành công rất là nhiều tiền ở như trong dụng Xua này rồi, và nó mình kiếm được hoàn toàn là miễn phí nhá. Mình đã rút thành công số tiền 191.000 đồng, 329.000 đồng, 538.000 đồng, 455.000 đồng này. Tất cả những cái số tiền mình rút đấy thì 100% tiền đã về đến tài khoản ngân hàng của mình rồi. Có rất là nhiều cách thức để các bạn có thể là kiếm được cái đồng tiền bill ở như trong dụng Xua. Khi mà các bạn kiếm được nhiều cái đồng tiền bill này rồi ấy, các bạn chuyển sang đồng USDT để các bạn có thể là rút về ví Momo hoặc là rút về tài khoản ngân hàng này. Ở đây các bạn có thể là làm nhiệm vụ hàng ngày để các bạn có thể là kiếm bill. Như là mở Xua ra thì các bạn sẽ nhận được là 1,18 bill này. Xem chương trình bạn bè thì các bạn sẽ nhận được là 1,18 bill này. Hoặc là các bạn có thể là đi nuôi linh thú. Linh thú của mình thì level 14, tăng thu nhập bill là lên tới 18,09%. Mình có thể là nâng cấp linh thú của mình lên một cái level cao hơn. Hiện tại thì mình không đủ tinh thể để mình có thể là nâng cấp được nữa nhá, thì mình cứ kệ em thôi, mình sẽ x ra. Các bạn cũng có thể là đi thuê linh thú x để các bạn có thể là kiếm bill cho nó thật nhanh hơn này. Ở đây này, các bạn sẽ nhấn vào dấu tích ở đây thì linh thú nó sẽ kiếm bill cho mình ở đây. Mình sẽ tích vào. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình đó chính là phần kho app. Ở đây thì các bạn có thể là tải những ứng dụng về. Khi mà các bạn tải một ứng dụng này về thì các bạn sẽ nhận được là 802.016 bill này. Hoặc là tải một cái ứng dụng đó chính là Tam Quốc Chí này về thì các bạn sẽ nhận được là 242.604 bill này. Đấy, tương tự nhá, các bạn có thể tải ứng dụng về các bạn chơi game thử nghiệm. Ngoài ra thì các bạn có thể là nó phần là trang chủ cho mình, các bạn sẽ vào phần đó chính là mã git code. Ở đây ấy, thì các bạn có thể là tìm những cái mã git code này ở trên Facebook này, hoặc là trên YouTube này, một số YouTuber này dùng máy Xua tạo ra làm quà cho fan. Các bạn hãy follow kênh của mình nhá, hoặc là đăng ký kênh của mình và có chuông thông báo lên thì mình sẽ liên tục cập nhật mã git code Xua mới đến cho tất cả các bạn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn một cái nhóm có tên đến chính là Kiếm Tiền Online Pro. Đường link vào nhóm ấy thì mình sẽ ghi những phần bình luận và những phần mô tả video. Ở đây thì mình tặng quà cho rất là nhiều bạn này. Và ngoài ra thì các bạn có thể là vào trong nhóm của mình, các bạn săn những cái mã git code hoàn toàn là miễn phí. Mã git code này ấy, các bạn có mã git code các bạn có thể là gửi lên trên nhóm để các bạn cùng săn, hoặc là các bạn ở trong nhóm săn được ấy thì các bạn sẽ gửi cái mã git code lên trên nhóm để cho tất cả các bạn cùng nhập nhá. Ở đây, ngoài ra bạn nào mà quan tâm đến nhóm kéo Xua thì các bạn cần phải liên hệ cho bạn admin này, thì bạn này sẽ hướng dẫn anh em một cách vào trong nhóm kéo nhá. Nhóm kéo này ấy, đó chính là trò chơi vua thoát hiểm. Bạn nào ấy mà chưa biết chơi trò chơi vua thoát hiểm ấy thì các bạn hãy xem hết video này của mình. Ở đây thì nhóm kéo rất là nhiều này, các bạn ấy sẽ đặt ra những cái phòng an toàn để các bạn có thể là vào trốn. Chỉ cần các bạn liên hệ cho bạn admin thôi thì bạn ấy sẽ hướng dẫn tất cả các bạn vào trong nhóm nhá. Bạn thấy này, đây nhóm kéo rất là nhiều, đặt ra những cái phòng an toàn để các bạn có thể trốn. Đây là một cái nhóm mình lập ra để các bạn có thể là vào giao lưu những chuyện vui vẻ thôi, cũng không có cái gì hết nhá. Đấy, các bạn tin tưởng thì các bạn vào. Để nhóm kéo ở đây các bạn cần phải liên hệ với bạn admin thì bạn này sẽ duyệt anh em vào trong nhóm. Quay trở lại, các bạn muốn tăng cái số lượng bill mình kiếm một ngày lên nhiều lần đấy thì do bằng cách là các bạn đi chơi game như mình. Ở đây các bạn sẽ nhóm phần là kho app này, các bạn sẽ vào trò chơi đấy chính là vua thoát hiểm cho mình. Mình sẽ chọn vào. Ở đây thì các bạn cần phải trốn cái sát thủ nhá. Các bạn có thể là dùng cái số bill mình kiếm được hoàn toàn là miễn phí đây để mình có thể là đi chơi game. Khi mà các bạn chơi game giỏi, chơi game thắng ấy, thì các bạn sẽ tăng được thu nhập bill. Còn nếu như mà các bạn chơi game thua nhá thì các bạn sẽ bị mất bill. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn vào một cái phòng bất kỳ thôi. Mình chọn vào phòng họp đi. Ở đây thì mình sẽ đặt ở đây đi là 0,3k bill này. Ok, ở đây mình sẽ đặt 0,3k bill. Thì các bạn cần phải trốn cái sát thủ đến sau này. Tỷ lệ thắng của các bạn rất là cao nhá, khi mà các bạn trốn trong 8 phòng này. Ok, như vậy ấy, thì nó vào phòng trò chuyện này. Thì cái số tiền
76 các bill này sẽ chia đều cho tất cả các phòng. Mình đặt là 0,3 các bill và mình nhận được là 0,331 các bill này. Các bạn đang thấy trên màn hình đây. Cách thức chơi ấy thì cực kỳ là dễ dàng. Đây cách chơi đây, các bạn có thể là chọn phòng này, đặt bill, đủ người thì bắt đầu sát thủ đi tìm. Nếu như bạn là người sống sót nhá thì các bạn sẽ được chia bill. Mình có tạo ra một cái nhóm kéo rồi, các bạn có thể là vào, các bạn giao lưu, các bạn tham khảo. Tiếp theo là đến phần rút tiền, cái quan trọng nhất ấy, đó là cái phần rút tiền. Các bạn đang kiếm cái đồng tiền bill ở đây đúng không? Đấy, các bạn muốn đổi sang đồng USDT. Ở đây thì các bạn sẽ nhóm một phần là ví cho mình, các bạn sẽ nhóm một phần là giao dịch. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là bán, là các bạn sẽ bán từ cái đồng bill sang đồng USDT. Ví dụ mình đang có 16 bill thì mình sẽ nhận được đó chính là 2 USDT nhá. Ngay lập tức các mình bán ra bill thôi thì các bạn sẽ đợi cho mình tầm khoảng 5 phút thì các bạn sẽ cho nó giao dịch hết đi thì các bạn sẽ nhận được sang cái đồng USDT. Hoặc là các bạn có thể là mua, là các bạn sẽ mua từ đồng USDT sang đồng bill. Ở đấy thì các bạn sẽ nhóm một phần là mua vào. Đấy, ví dụ ở đây. Ví dụ ở đây mình đang có là 0,8 USDT thì mình bán ra bill thì mình sẽ được 6 bill thôi. Đấy, các bạn có thể là trao đổi đi, trao đổi lại ở đấy, ở phần giao dịch này. Ở đây thì các bạn sẽ nhóm phần là rút tiền cho mình. Khi mà các bạn đã trao đổi hết rồi thì các bạn sẽ nhóm phần là tất cả. Các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán. Ở đây các bạn có thể là thanh toán về ví Momo này. Hoặc là các bạn có thể là đủ số dư là 110.000 đồng. Là các bạn có thể là rút về banking, là rút tiền về thẻ ngân hàng của các bạn được rồi. Rất là đơn giản nhá, và nó rất là uy tín. Ngoài ra thì các bạn có thể là đổi thẻ cào ở mục. Đây các bạn chấm đổi thẻ cào ở mục đó chính là ưu đãi mới ở đây. Các bạn có thể đổi thẻ cào sang thẻ cào Gazena Liên Quân này, thẻ cào Free Fire này, các bạn có thể là đổi thẻ cào được ở đây. Các bạn có thắc mắc gì về ứng dụng Inguo này thì các bạn hãy để cho mình một lượt bình luận nhá, thì mình sẽ lên video giải thích cho tất cả các bạn. Ok, chắc là mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Chúc tất cả các bạn kiếm thật nhiều tiền ở như trong ứng dụng Inguo này nha. Cuối video ấy thì mình sẽ đi tặng quà cho những bạn nào bình luận ở trên video mới nhất của mình nhá. Bạn nào mà muốn được mình tặng quà này thì các bạn hãy đăng ký kênh Kiếm Tiền Online cùng Tiếng MMO và để lại cho mình một lượt bình luận ở trên video mới nhất, và nhớ nhấn vào khẩu chuông thông báo và đăng ký kênh của mình để mỗi khi mình có những cái trang web, những cái ứng dụng, những cái sự kiện kiếm tiền online ngon ấy thì mình sẽ lên video giới thiệu đến cho tất cả các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi quay ăn đung. Mình sẽ tặng quà cho 5 bạn may mắn nhất nhá. Ở đây thì mình thấy có 19 bạn bình luận này, thì mình sẽ chọn ra một bạn bình luận đó chính là chúc bạn một ngày vui vẻ. Em mới rút được tiền từ app này. Em mới rút được 1 triệu từ app này. Bạn này tin này. Ok bạn này, mong chúng ăn đùm này. Ok, 5 bạn nhanh chóng liên hệ với mình để mình được tặng quà cho 5 bạn nhá.